Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo chương 5 câu 13 đến câu 19. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì mà muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp mà thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được" Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi đã để dưới cái thùng Nhưng đặt trên đế Và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà Cũng vậy Ánh sáng của anh em phải được chiếu giải trước mặt thiên hạ Để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm Mà tôn vinh cha của anh em đến người trên trời Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật mô xê Hoặc lời các ngôn sứ Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lời luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răng nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy người ta làm như thế thì sẽ được gọi là lớn nhất trong nước trời. Kính thưa cộng đoàn. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 8 dòng chú Quốc thế trên toàn cầu mừng lễ thánh tổ An Phong Sô so Maria Ligori. Thánh An Phong Sô so sinh tại Marianella ngày 27 tháng 2 năm 1696. Vào đại học hoàng gia năm 12 tuổi. Nhận thanh kiếm hiệp sĩ lúc lên 14 tuổi đậu hai bằng tiến sĩ luật đạo và đời năm 16 tuổi. Làm luật sư và chánh án khi 20 tuổi. Hãy bỏ thế gian và hiến toàn thân cho ta. Ngày 19 tháng 8 năm 1723, người rút thanh gươm nhà quý tộc thường đeo đặt trước bàn thờ đức mẹ rời bỏ pháp đình để đi theo tiếng Chúa. Hỡi thế gian ta biết ngươi rồi. Ngày 21 tháng 12 năm 127726, An Phong Xô được thụ phong linh mục. Ngài thường nói: "Chính Đức Mẹ đã cứu tôi khỏi thế gian và đưa tôi vào hàng giáo sĩ." Tháng 11 năm 1732, An Phong Xô ngồi trên lưng một con lừa từ biệt thủ đô Napo để lên đường lập dòng và ngày mùng 9 tháng 11 năm 1732 trong 9 ngày lễ Chúa Cứu Thế tại Scala dòng Chúa Cứu Thế được chính thức thành lập với năm tu sĩ đầu tiên ngày 1 tháng 8 năm 700 1787 trong khi chuông nhà thờ Pagpani báo hiệu kinh truyền tin thì An Phong Xô qua đời. Trong tay cầm ảnh Đức Mẹ, nguồn hy vọng. Theo truyền thống của dòng, ngày một anh em qua đời là ngày nghỉ, ngày vui, ngày sinh nhật của An Phong Xô trên trời. Thánh An Phong Xô hưởng thọ 91 tuổi và ngày được tôn phong lên làm hiển thánh năm 1839 và tiến sĩ hội thánh năm 1871. Sống trong một thế giới, trong một xã hội mà con người ta đua đòi, chạy theo con đường ăn chơi xa xỉ, phung phí tiền của. Sống trong một giai đoạn mà ngay cả thế giới, nhà tu cũng tranh nhau quy tụ về chốn đô thị để hưởng thụ, thỏa hiệp và để sống dễ dãi. Đời sống đạo đức ở nhiều nơi bị xa xúc trầm trọng bè rối hoành hành giữa lòng hồi thánh. Con người tưởng chừng không đâu tìm ra lối thoát giữa một xã hội, xem chừng như bị chìm liễm ngục lặng trong tội lỗi. Thì An Phong Sô Maria Ligori lại xuất hiện. An Phong Sô Maria Ligori xuất hiện như vị anh hùng của thế kỷ. Với bầu khí nhiệt huyết sẵn có, với lòng đạo đức thánh thiện, với thiện chí và lòng tin sắt đá. An Phong Xô đã hừng hực lửa của thánh thần bằng những tác phẩm giá trị và với những lời, lời giảng đầy lửa đanh thép. An Phong Xô đang vượt dậy cả một giáo hội đang lâm nguy. Con người của An Phong Xô sở dĩ có được tinh thần ấy và cảm nghiệm ấy bởi An Phong Xô đã say mê Thiên Chúa ngài đã say mê thiên chúa với tất cả con người với tất cả con tim rực cháy của mình mà chúng ta không xem ngài như một con người kỳ diệu siêu sao được khi ngài có đủ điều kiện đủ tài đức để sống vinh thân thì trong gia đình đất nước ý đại lợi lúc đó nhà giàu cha mẹ quý phái có chức có quyền trong triều đình an phong xô lại học giỏi mau chóng thành đạt với tuổi rất trẻ. Mới 16 tuổi đời, An Phong Xô đã lập đậu, đậu hai bằng tiến sĩ đời và đạo. Với một tương lai rực sáng như thế, An Phong Xô quả là có đầy đủ tất cả những gì để hưởng thụ một cuộc sống xa hoa, phú quý, danh vọng và đẹp con khôn. An Phong Xô quả là ngọn lửa say mến Chúa Giêsu và từ ngọn lửa say mến ấy, Ngài đã đốt lên, đốt mãi không ngừng, trong tâm hồn các sĩ tử của Ngài và cũng là ngọn lửa ấy luôn được thắp lên trong một tâm hồn những ai thành tâm tìm kiếm Chúa. Thánh An Phong Xô dù đã làm giám mục, Ngài vẫn luôn sống khó nghèo và nơi Ngài luôn tỏa sáng ngọn lửa say mến Chúa. An Phong Xô có lòng yêu mến Đức Mẹ. Ngài đã thực hành và truyền lệnh cho các sĩ tử của Ngài luôn phải sùng kính Đức Mẹ và trao truyền về Đức Mẹ. Ngài làm gương cho các sĩ tử và mọi người về việc lần chuỗi mân côi. Ngài nói chuỗi mân côi là dây bền đổ. Chúng ta thấy, chúng ta thấy đó, qua trang tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ phải trở nên muối và đèn soi. Bằng hai hình ảnh cụ thể này, Ngài phát họa một luật sống mà các môn đệ phải tuân theo khi Ngài gửi họ đi vào đời muối là vật dụng thường dùng trong việc nấu nướng không có muối đồ ăn thiếu hương vị và lạc lẽo nhưng người do thái còn dùng muối làm phân bón vì vậy mà ngài bảo các con là muối đất trong kinh thánh muối là hình ảnh được nhắc lại nhiều lần từ vụ vợ ông lót nhìn lại đằng sau mà biến thành tượng muối đến chút muối mà Thánh Phaolô căn dặn nên đặt vào trong lời ăn tiếng nói cho có hương vị khi giao tiếp với anh em. Các con làm muối nghĩa là chúng ta hãy sống đạo đức thực thi những điều Chúa dạy để thánh hóa bản thân. Nếu gương sáng cho người khác hâm nóng những cõi lòng đã nguội lạnh. Nếu chúng ta không sống lời Chúa trọn vẹn thì chúng ta như muối nhà không lợi gì chỉ đáng đem đổ ra ngoài đường cho người ta dày đạp. Người Do Thái xưa đổ rác cả ra đường phố cho người ta dẫm lên. Chính anh em là ánh sáng cho Trần gian. Đây là một lời mời gọi tuyệt vời Chúa dành cho người Kitô Tô hữu. Bởi lẽ chỉ có Thiên Chúa mới là ánh sáng. Chỉ có Chúa Giêsu mới dám nhận mình là ánh sáng. Vậy ta có muốn trở thành ánh sáng như Chúa Giêsu, ta phải ở gần Ngài gần đèn thì ta được tỏa sáng. Ánh sáng không thiên vị một ai. Không thích người này và cũng không chê người kia. Ánh sáng của mặt trời lan tỏa khắp nơi. Chiếu tỏa mọi người và mọi nhà. Ánh sáng của người kia tối hữu cũng vậy. Ánh sáng của anh em phải được ở trên cao, vượt trên mọi danh vọng, tiền tài, lạc thú. Không phải để khoe khoang tự kiêu, nhưng là để tôn vinh cha, đến ngự trên trời. Ánh sáng của cây nến tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ tỏa sáng một căn phòng, làm cho bóng tối phải lùi bước. Một khi ánh sáng của ngọn nến bùng lên, đó là lúc ngọn nến bị đốt cháy, bị tan biến đi. Người Kitô tô hữu cũng vậy, phải mất đi cho chính mình, phải tan biến để ánh sáng Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi, khắp mọi nhà, khắp mọi tâm hồn. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh An Phong Xô, so, để mỗi người chúng ta trở nên muối và ánh sáng cho trần gian như lòng chúa mong muốn